thì xin mến chào tất cả các anh chị em Gift toàn cầu. Hiện tại Kha thì đang sinh sống tại thành phố Toronto, Canada. Vào năm 2018, Kha thì có rất nhiều vấn đề về sức khỏe, giống như là Kha thì bị cao huyết áp, bị đau bao tử 23 năm và cũng dùng thuốc tây 23 năm. Kha thì còn bị đường ruột 17 năm. Thì mỗi khi mình bị đau thì thường bị sốt, rồi bị lạnh, rồi bị da mặt tím tái, rồi bị ói mửa và đi tiêu chảy. Các thì còn bị dị ứng 13 năm. Thì các thì hay bị dị ứng thời tiết này, đồ ăn này, những cái chất ni lông này và thuốc tây. Thì mỗi lần mình bị dị ứng thì thường có những cái biểu hiện là cả cơ thể nổi mề đay và bị khó thở, rồi cái da mặt của mình bị biến dạng, mí mắt bị sụp, giống như là những người già đó. Các thì còn bị lệch một khớp xương cổ và một khớp xương cụt. Vào năm 2018, Cathy phát hiện ra mình có một loại virus có khả năng trở thành ung thư cổ tử cung. Cùng năm đó, Cathy đã phải mổ lấy một cái biếu ở ngoài dạ con ra. Thì sau khi mổ, sức khỏe của Cathy rất là yếu, nhưng mà rất là may, Cathy đã có cơ duyên dùng cái sản phẩm Wiseband, Lipac Nano Probio và chi thuy của công ty Nuskin. Thì sau 2 năm sử dụng, hiện nay sức khỏe của Cathy đã hoàn toàn khỏe mạnh. Cathy không phải uống thuốc tây nữa. Và hiện tại thì Cathy có một cái sắc diện hoàn toàn mới, trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, tràn đầy năng lượng hơn. Cathy xin chúc tất cả các anh chị em Kiếp toàn cầu luôn luôn có nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Cathy xin mến chào.